Vâng, xin tự giới thiệu, đây là võ sư Cường Nguyễn, nổi tiếng với biệt danh là Cường DZ. Anh đến từ Việt Nam, anh trọng huấn từ Trung Quốc. Anh đạt danh hiệu Olympic Bắc Kinh. Anh sẽ gửi đến chúng ta màn biểu diễn múa thương của anh. Đẳng cấp chỉ có ảo võ sư Cường Nguyễn chúng ta. Anh đang múa thương. Vâng. Đẳng cấp là cấp. Vâng. Wow. Mời Cường Nguyễn chúng ta. Ê, muốn đi. Mệt.